Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Theo như yêu cầu của toàn thể các bác thì sẽ có một ngày nào đó em phải nội soi tất tần tật những cái gì hiện tại là gọi là hàng xịn em đang có đúng không ạ? Trước mặt các bác đây thì em còn sót vài cái hàng thì cũng gọi là tiện quay và review luôn cho các bác nào đã đặt tiền và chuyển khoản. Một số các bác chuyển khoản hết luôn, còn một số các bác là gọi là đặt vài trăm thôi bởi vì vẫn còn lo sợ, thì em cũng thông cảm cho toàn thể các bác. Và cũng nói luôn các bác là đầu xuân năm mới, người ta sợ nhất là gì? Sợ nhất là bị lừa, sợ nhất là bị hụt vốn, đúng không ạ? Thì hôm nay sẽ quay lại với chủ đề giới thiệu các sản phẩm hàng bãi chất lượng cao. Đấy, hàng bãi chất lượng cao mà giá vô cùng là tương đối là xuân yêu thương. Thì đầu tiên em giới thiệu với các bác là cái cặp trứng khủng long B3. Trứng khủng long B3, con này là QS600. Đó. Và tiếp theo nữa là cục đẩy Yamaha P2700. Đấy, hàng nội địa Nhật nhưng mà là xuân à, không phải. Con này hàng Nhật xịn nhưng mà là theo cái tiêu chuẩn mới là điện 220 xuất Đông Nam Á. Còn cái hàng nội địa của nó thì là 100V. Cái đời P series thì cao nhất là con này là P2700. Cái đời series 2000 của nó thì là có P2002, 2100, 21050 đấy. Xong bắt đầu là đến 2002 này. Còn các đời P mà đằng sau có chữ S này nữa là đời mới nhá. Thì em cũng nói luôn này, con này là sản xuất tại Nhật Bản, sản xuất theo như em được tìm hiểu và biết thì con này sản xuất là series là 1990. Đời con này là 1990, tức là con này dài hơn em 7 tuổi. Đấy. Phải gọi anh này chứ này, không phải con này. Anh này. Con này giống đực. Anh này giống đực. Đấy. Tiếp theo nữa là cái cặp loa ôm BR10 325 xịn. Thì tình trạng như nào thì về em sẽ báo cáo luôn với toàn thể các bác như này nhá. Cặp B3 này về trong tình trạng là nguyên bụi. Và em đã vệ sinh tương đối sạch sẽ do là nhà có sẵn máy hơi nên là vệ sinh tương đối là sạch thôi, không được sạch đẹp tuyệt đối 100%. Em sẽ quay luôn cho các bác xem nhé. Nội thất của nó đây, đây là phần tản zin này. Đấy. Con này nguyên zin, con kia cũng nguyên zin. Và đây là cụ bát của nó, đây bát B3 này, nguyên đai nguyên ốc nhé. Về là chưa sửa chữa tại Việt Nam, còn Trung Quốc sửa hay không thì em không biết được. Đấy, nhưng mà cái loại này thì nó có một điểm như này, em nói luôn với toàn thể các bác nhé. Riêng cái dòng B3 các bác nhận biết là nếu mà tép giấy nhá, các bác nhận biết là tép hay không thì các bác cứ nhìn ở giữa cái màng loa tép này, các bác thấy một cái lỗ người ta đục tròn rất là đẹp. Còn đây màng bát này, đó, bên cạnh đây nữa con tép này, nhìn lỗ này. Đấy. Để đến chiếc tiếp theo, cái này thì tí nữa sẽ tháo ra sau. Đó, quay nó hơi cập dập tí. Lỗ tép này. Đấy. Bát này. Đấy, về cái này nó bị móc meo tí nhá. Đây nữa, chiếc này nữa. Đó, ok, cái này xong rồi nhá. Em sẽ nắp qua lại. Con này thì B3 này thì em đọc xuân nó mới, đọc giá tốt cho các bác là 2,5 triệu là bao ship. Như trước là 2,6 triệu, 2,7 triệu bao ship, bây giờ có 2,5 triệu thôi bao ship cho các bác. Đó, không biết nó có rơi nữa không. Đấy nha, bây giờ sẽ dỡ cái này ra, dỡ một chiếc bên này ra. Con này thì là về người anh ta, người anh em nào nó bấm bẹp mất cái mà. Đây này em sẽ nắn lại. Đây là cái phần tản zin này. Đây là phần tản zin này. Đấy, nguyên đai nguyên kiện nhá. Đây các bác xem đây, tép đây. Bát đây. Đó. Bát đây. Nó có tem và seri mây này. Đó. Ok nha, em sẽ đặt ngược lại cho các bác xem cái màng nó tép này. Có lỗ này. Hôm nay ánh sáng nó không được đầy đủ lắm là các bác xem thông cảm nha. Có lỗ đúng không? Đấy, tất cả là zin hết. 2,5 triệu bao ship nhá. Đọc xuân mới là khuyến mại cho các bác đôi này. Còn con đáy này thì một bác khách ở Bắc Ninh, bác đã gần như là chim ưng rồi. Bây giờ là chỉ cần bác chuyển khoản nữa là xong rồi. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo là đến con đẩy Yamaha này, thì con này em sẽ quay kỹ cho các bác nhé. Nguồn biến áp là zin này, mà con này nói thật các bác là chả có gì phải sửa cả. Bởi vì là về phát nó vẫn còn nguyên bụi. Đấy, về còn nguyên bụi cơ mà. Con này sử dụng sò san ken là A1492. Đấy. Và C là 3856. Đấy. Còn đây là phần
bo sản lý tín hiệu. Đây nữa. Đó. Tất cả nguyên đai nguyên kiện zin hết từ đầu đến đuôi. Đó, ok nhá. Con Yamaha này, đây đằng sau đây. Cái này em vệ sinh tương đối thôi nhá, em không vệ sinh sạch đẹp được 100% đâu. Về là các bác chịu khó lau chùi thêm một tí nữa. Đáng nghĩa là vệ sinh đường nhiều nữa nhưng mà thôi, thế thôi. Và đến cái phần cuối cùng là cặp loa ôm BR10. Đấy. Bát 25, đây là phần của loa bát. Con này số không biết là số serie email nó nằm đâu nhỉ. Xem nhìn xung quanh là không thấy. Con này chắc bị bay mất cái tem rồi, nhiều con nó bay mất tem. Nó tem đậu đây nhưng có khi bay mất rồi. À không có. Có số con này là đời 2000 à. Các bác nhìn này, nhìn kỹ đây là thấy cái series của nó này. Đời 2005 hay 2006 ấy, 2006. Đó, và nhìn kỹ là thấy luôn cái côn của nó. Côn nó nằm trong đây, côn zin hết. Đôi này về thì chả việc gì phải sửa chữa cả, bởi vì con này nó zin từ đầu đến đuôi rồi. Mà dòng này là các bác để ý nhá, bát 25 mà từ 18, côn 76, rất là khủng. Tiếp theo là đến phân tần này. Đây là phân tần. Đấy, tí nữa em sẽ quay chi tiết luôn cho các bác xem phân tần đây. Chiếc này nhá. Đấy. BR10. Ghi đây có 18 cân hay là cân Việt Nam điêu nhỉ? Mà em cân ở cân Việt Nam đi nhá, cân Nhân Hòa nhá. Là vào 21 cân. Đấy. Tép đây. 164430. Và đây là côn của nó tép. Côn này thì nguyên zin hết từ đầu đến đuôi. Côn của nó là dây nhôm dẹt. Đấy, xịn luôn. Thiết kế của nó rất là đặc biệt luôn. Côn dây nhôm dẹt. Đây là cái phần côn của nó. Zin từ đầu đến đuôi. BMS mã của nó là 454416 ôm. Sản xuất tại Germany, Đức. Ở chợ kia phân tần thứ hai này. Cái này thì mạch phân tần người ta nó hơi bị xịn màu tí. Con này BR10 này, 18 cân 8 ôm này, gì đây. Nguyên zin hết từ đầu đến đuôi. Đây mạch, đáng nghĩa là em mở cả mạch ra nhưng mà thôi nửa quá. Các bác nhìn này. Đây các vết hàn này là hàn zin của nhà máy nhá, người ta hàn nhá. Còn vết hàn ngoài thì nó lại khác hoàn toàn. Các bác nhìn này. Dây xịn không? Cầu kia người ta đấu rất là xịn. Đó. Đã nhìn cái dây đứng in rồi đã khủng khiếp rồi. Đây là quận bát này, hai quận bát. Tụ tất lần tần zin hết, cuộn tép đây, bên này cũng thế. Đấy. Và chiếc tép tiếp theo là 164433. Con này 4430, con này 4433. Nó chênh nhau 3 series. Đấy. Gần như là đời gần như cùng nhau. Nó về theo nô mà. Đấy, tép con này là 454416 ôm. Zin hết từ đầu đến đuôi nhá. Cam kết với các bác là vậy. Đó. Tình trạng như thế. Và cái thùng này của nó thì đây, thùng nó xấu như hình, về chưa vệ sinh. Cái này đáng nghĩa là vệ sinh để chơi thì được, nhưng mà nhiều các bác hỏi quá và cũng đôi loa suốt ngày để chơi không bán hả, không bán thì ông đăng đi làm cái gì, thì cũ quá này quay ra bán cho các bác. Đôi này là giá là 6.900.000 và khuyến mại cho các bác là còn là 6.600.000 bao ship nhá. Đấy, đầu sơn nó mới giảm giá cho các bác một tí thôi. Sơn cũ của nó là cái màu xám, màu ghi này. Còn bây giờ sơn mới của nó là màu đen. Quay trong studio nó hơi tối tí. Đôi ôm này cam kết với các bác là nguyên zin hết từ đầu đến đuôi. Có mỗi cái thùng người ta về anh em thợ trước người ta về sơn lại thành màu đen thì nhìn trông nó hơi chối tí. Nhưng mà zin của nó là phải màu xám cơ. Màu như này này, mình gọi là sơn zin này. Không chơi thôi, chơi nó phải tàn hàng tương đối là xịn. Ok nhá, các bác nào quan tâm đến hàng gì thì hãy trực tiếp. Đây là phần e căng lưới của nó này. Về là bị kiểu như chuột nó đục lỗ nên là anh em đã gắn lại bằng cái keo khác, à cái mút khác nên nó không còn zin về phần lưới, nhưng còn là cổ loa phân tần tất tần tật zin hết, tiếng rất là hay. Đấy, ok. Đấy, con đẩy này thì chờ bác này, bác tên là Thạch, không biết là có bác phải còn Hoàng Thạch không hay là Văn Thạch hay là Ngọc Thạch gì đấy. Bác mà là Ngọc Thạch hay là Hoàng Thạch thì xi măng Hoàng Thạch. Không biết là bác có phải giám đốc công ty Hoàng xi măng không. Đúng không ạ? Đây nha, máy móc nội thất thì quay hết cho các bác xem rồi. Con này nói thật là chả có bệnh tật gì đâu.
Về một cái bụi bẩn thì các bác xem hôm trước em có gì review rồi. Bụi bên trong nó bám đầy một đống. Clip lần sau thì em sẽ test thử âm thanh con đại này với cặp loa ôm BR10 này, các bác quan tâm nhé. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Này quay review mấy cái sản phẩm này nhiều anh em thợ ghét lắm. Xin kính chào toàn thể các bác nha.